Xin chào tất cả các em. Chúng ta cùng tiếp tục với bài kiểm tra 15 phút tiếng Anh lớp mình thí điểm. Và bài kiểm tra 15 phút này sẽ tập trung vào unit 4, caring for those in need, chăm sóc những người mà đang cần. Rồi thì trước khi đi vào bài thì cô sẽ ôn tập lại một số điểm ngữ pháp quan trọng của Unit 4 để các bạn chúng ta có thể có những cái nhìn tổng quan nhất và làm bài ôn tập cho được tốt nhé. Thì ở Unit này thì thật may là phần ngữ pháp của chúng ta lại tương đối dễ. Nó chỉ là cái phần ôn tập lại về thì hiện tại hoàn thành và thì quá khứ đơn và thêm một số cái điểm nâng cao, tức là bạn sẽ cần phải phân biệt được cho cô sự khác nhau giữa thì hiện tại hoàn thành và thì quá khứ đơn. Về dạng thức thì hiện tại hoàn thành, câu khẳng định của nó là chủ ngữ cộng have, giọng viết tắt là phẩy v e, has, giọng viết tắt là phẩy s cộng verb be to, ở đây là quá khứ phân từ. Những từ nào mà có quy tắc thì bạn thêm ed, còn những từ nào mà không có quy tắc bạn nhớ lấy ở cột số 3 nhé. Rồi ví dụ là I have already taken the English test, tôi đã làm cái bài thi tiếng Anh rồi. Tôi và câu phủ định thì là chủ ngữ cộng have not, viết tắt là haven't, has not, viết tắt là hasn't, cộng verb be to. Rồi, bạn chuyển sang phủ định nhé. Ở đây chúng ta chỉ cần phải thêm hasn't, thế thôi. Và câu nghi vấn thì bạn sẽ đảo trợ động từ have hoặc has lên trước chủ ngữ và cộng verb be to, cộng các thành phần đằng sau nhé. Rồi, đấy là cấu trúc của thì hiện tại đơn, và thì quá khứ đơn thì câu khẳng định của nó là chủ ngữ cộng verb ở thì quá khứ đơn. Past tense thì verb ở thì quá khứ đơn, nếu mà có quy tắc thì chúng ta vẫn thêm ed, còn nếu mà bắt quy tắc thì chúng ta lấy ở cột 2. Ví dụ I went to the movie yesterday, hôm qua tôi đi xem phim. Phủ định thì chủ ngữ cộng did not, hay còn viết tắt là didn't. Tất cả mọi chủ ngữ đều cộng did not hoặc didn't và cộng verb. Bạn nhớ giúp cô, một khi đã có trợ động từ did not hoặc didn't thì động từ của bạn luôn luôn là động từ nguyên thể. Nguyên thể tức là như thế nào? Tức là ví dụ người ta cho trong hoặc là từ go yêu cầu mình chia động từ thì mình vẫn giữ nguyên từ đó, didn't go. Ví dụ câu trên chuyển sang phủ định như sau. He didn't go to the movies yesterday. Hôm qua anh ấy không đi xem phim. Và nghi vấn thì bạn đảo từ did lên trước chủ ngữ và cộng động từ nguyên thể. Rồi, vậy thì đấy là về mặt cấu trúc. Các dấu hiệu nhận biết thì đương nhiên hai thì có dấu hiệu nhận biết khác nhau. Hiện tại hoàn thành thì có một số dấu hiệu như sau. Có từ already có nghĩa là đã rồi, từ yet là chưa, từ just vừa mới, từ recently gần đây, ever đã từng, never chưa từng, since kể từ khi, for trong khoảng. Và thì quá khứ đơn thì có một số dấu hiệu như sau. Yesterday là ngày hôm qua, last ví dụ như last week, last month, last year, tuần trước, tháng trước, năm ngoái, ago, 2 years ago là cách đây bao lâu đấy. Và in cộng khoảng thời gian trong quá khứ, ví dụ in 1990 là vào năm 1990, được chưa? Rồi, vậy thì phần dấu hiệu của ta là cái bước đầu phân biệt sự giống và khác nhau giữa hai thì. Vậy về cách sử dụng hai thì có điểm gì khác nhau? Chúng ta hãy cùng đi đến cách sử dụng nhé. Thứ nhất, xét về thời điểm diễn ra của sự kiện trong quá khứ, thì hiện tại hoàn thành diễn tả một hành động xảy ra và kết thúc tại một thời điểm không xác định trong quá khứ. Tức là thì hiện tại hoàn thành về cơ bản thì cái dấu hiệu thời gian của nó cũng không quá rõ ràng nhé, không quá rõ ràng. Ví dụ người ta nói là tôi vừa mới làm gì này, tôi vừa mới làm gì này, cách đây hàng thì tôi vừa mới làm gì trong hàng trăm năm, thì nó vẫn có về khoảng thời gian, nhưng mà về cái mốc thời gian cụ thể rõ ràng, tức là ví dụ cụ thể là năm 1990 chẳng hạn, thì nó lại chưa được cụ thể như thế. Đấy là cái sự khác biệt đầu tiên. John isn't here now. Bây giờ thì John không ở đây. He has left for Singapore. Anh ấy đã rời đến Singapore, được chưa? Rồi, tức là vừa đấy, không rõ cụ thể thời gian. Tuy nhiên thì quá khứ đơn lại diễn tả một hành động xảy ra và kết thúc tại một thời điểm xác định trong quá khứ. Nhá, thì quá khứ đơn sẽ diễn tả hành động xảy ra và kết thúc tại một thời điểm xác định trong quá khứ. John left for Singapore yesterday. John đã rời đến Singapore ngày hôm qua. Rồi, thứ hai là xét về hành động trong quá khứ có hoặc không có liên quan đến hiện tại.
Rồi, thì hiện tại hoàn thành diễn tả hành động đã xảy ra và còn kết quả ở hiện tại. Ví dụ, I've typed 10 letters this morning. Tôi đã đánh được 10 bức thư sáng nay. Hoặc là sáng nay tôi đã đánh được 10 bức thư. Câu này có thể được nói trong tình huống bây giờ vẫn còn là buổi sáng và tôi có thể vẫn đánh được nhiều bức thư hơn nữa. Tức là nó vẫn có thể liên quan dính dáng đến hiện tại. Thì quá khứ đơn diễn tả hành động đã xảy ra và không còn kết quả ở hiện tại nữa. Ví dụ, I typed 10 letters this morning. Sáng nay tôi đã đánh 10 bức thư. Câu này có thể được nói trong tình huống bây giờ không còn là buổi sáng và tôi không đánh được thêm bức thư nào vào buổi sáng nữa. Tức là một cái câu kể đơn thuần thôi. Thì cái này nó sẽ tùy thuộc vào tình huống, tùy từng tình huống của bạn nhé. Trong cái ngữ cảnh câu người ta yêu cầu. Rồi, các ví dụ khác để minh họa sự khác biệt giữa hai thì I have been to the island of Bali. Tôi đã đến hòn đảo Bali, không nhấn mạnh thời điểm. Nhưng mà nếu bạn B hỏi When did you go there? Bạn đã đến đó khi nào? Nhấn mạnh về thời điểm thì chúng ta đã dùng quá khứ đơn. Rồi tương tự chúng ta đặt thêm các ví dụ ở bên dưới nhé. Vậy thì cô có một cái mẹo rất hay hướng dẫn các bạn làm bài tập về thì. Cách chia động từ, cách chia động từ trong hoặc về thì nhé. Thì chia động từ hay bài tập về thì nói chung nhé. Bước 1 bạn phải xác định cho cô được dấu hiệu. Bạn cần thuộc dấu hiệu đầu tiên. Cách sử dụng cũng quan trọng bạn nắm được. Tuy nhiên, để có thể làm nhanh thì bạn thuộc cho cô dấu hiệu. Mỗi thì có một dấu hiệu. Thì hiện tại đơn khác với quá khứ đơn, khác với hiện tại hoàn thành. Ở đây trọng tâm của bạn ôn kỹ cho cô thì hiện tại hoàn thành và thì quá khứ đơn. Để bạn xác định được đó là thì nào. Thì nào đúng không nào? Bởi vì bạn không biết thì nào thì bạn không thể thực hiện các bước đằng sau được. Bước 2 là bạn sẽ xác định cho cô là câu mình người ta cho mình cần điền ấy, nó thuộc dạng khẳng định, phủ định hay là nghi vấn. Dạng khẳng định thì cuối câu thường có dấu chấm. Dạng phủ định thì trong cái từ người ta cho mình có từ not, ví dụ not go thì mình hay chia thì dạng phủ định đúng nào. Còn nghi vấn thì cuối câu có dấu hỏi chấm. Và bước 3 bạn phải dựa vào chủ ngữ nhé. Dựa vào chủ ngữ để bạn chia động từ. Đấy, có 3 bước này mà bạn nắm được cô nghĩ là bài nào bạn cũng chia được. Còn nếu bạn không thạo thì bạn làm từ bước 1 đến bước 2 và bước 3. Rồi câu số 1. Did you like the cartoon Tom and Jerry? Bạn có thích cái bộ phim hoạt hình, bạn đã thích bộ phim hoạt hình Tom và Jerry phải không? Rồi, vậy thì về sau người ta cho mình chia động từ quá khứ đơn hay hiện tại hoàn thành. Thế đây chúng ta thử dấu hiệu là từ yet, có nghĩa là vẫn chưa. Vẫn chưa đúng không nào? Đấy là dấu hiệu của thì hiện tại hoàn thành. Thì mình chọn cho cô câu này thôi. Haven't seen. Ok, tôi vẫn chưa xem nó đâu. Number 2, do you know what time Lisa? The office. Bạn có biết mấy giờ? Mấy giờ đây là cụ thể rồi, đúng không nào? Mấy giờ Lisa đã rời văn phòng thì ở đây mình dùng quá khứ đơn thôi. Mấy giờ thì mấy giờ rất cụ thể rồi. Câu số 3. You've been late for work too many times this year. If you're not careful, you will be shot. Bạn muộn đến nơi làm việc muộn đấy, đi làm muộn quá là nhiều lần. Quá là nhiều lần năm nay. Thì đây là cái khoảng thời gian cứ lặp đi lặp lại và nó có thể kéo dài từ quá khứ đến hiện tại chưa xác định. Thì đây là thì hiện tại hoàn thành đúng không nào? Nếu bạn không cẩn thận bạn sẽ bị sa thải. Từ shot là bị sa thải. Vậy ở đây mình sẽ chọn cho cô thì hiện tại hoàn thành nhé. Rồi tiếp theo câu số 4 nào. I have a few financial problems last year, but this year things get better. Tôi có một vài vấn đề về tài chính. Vấn đề liên quan đến tài chính đây này, financial problems. Và năm ngoái, dấu hiệu ở đây là last year. Năm ngoái tức là xảy ra hoàn toàn trong quá khứ rồi. Đúng nào, vậy chúng ta dùng thì quá khứ đơn thôi. Các bạn thấy có dễ hiểu hơn không? Quá khứ đơn, sau đó mình nhìn ở đây thì mình chọn được luôn rồi. Bởi vì ở đây người ta không yêu cầu mình phải tự nghĩ ra nữa. Mà người ta chỉ cho phân biệt giữa quá khứ đơn và hiện tại hoàn thành thôi. Vậy thì mình chỉ cần bước 1 là ok. Nhá. Vậy thì các bạn cần xác định dấu hiệu về thì là bước quan trọng nhất. Câu số 5, I can't remember the last time I went or have been to the cinema. Tôi không thể nhớ được lần cuối cùng. Lần cuối cùng đúng không nào? Lần cuối cùng thì chắc chắn xảy ra trong quá khứ rồi. Chúng ta sẽ dùng từ went, được chưa nào? Rồi, bài số 2 đây, chính là bài mình sẽ chia động từ hoặc là thì quá khứ đơn, the possible hoặc the present perfect tense. Thì quá khứ đơn là hiện tại hoàn thành.
Vậy cô sẽ làm mẫu câu số 6 theo từng bước nhé. Câu số 6, I not see him for 5 years. I wonder where he is. Tôi không gặp anh ấy trong 5 năm rồi. Tôi tự hỏi là anh ấy ở đâu. Vậy chắc chắn trong câu này nó sẽ có một cái dấu hiệu. Ở đây chúng ta thấy có từ for. Từ for, các bạn kéo lên nhé. Từ for là cộng khoảng thời gian, là dấu hiệu của thì hiện tại hoàn thành. Từ for cộng khoảng thời gian là dấu hiệu của thì hiện tại hoàn thành. Vậy ở đây mình sẽ chia thì hiện tại hoàn thành. Ở đây thấy từ not see. Not see là dạng phủ định rồi, là câu phủ định. Câu phủ định thì mình quay lại áp dụng đúng cấu trúc câu phủ định với chủ ngữ là ai. Cấu trúc câu phủ định với chủ ngữ là ai. Ở đây cấu trúc câu phủ định đây, chủ ngữ là ai thì mình sẽ chia have not hoặc haven't cộng verb be to. Được chưa bạn? Vậy chúng ta cùng chia nhé. Ở đây cô chia như sau. Haven't dùng dạng viết tắt nhé. Và từ see của 3 lấy là seen. Tương tự câu số 2. When he worked in New York thì ở đây là khi anh ấy đã làm việc ở New York thì quá khứ rồi. Quá khứ thì từ compose có quy tắc mình thêm chữ s thôi, chữ ed thôi. Composed some pieces of music. Anh ấy đã sáng tác ra một vài bản nhạc khi mà còn ở New York. Câu số 8, when he arrived at 3 o'clock. Anh ấy đã đến khi nào? Từ when hay dùng cho khi quá khứ đơn. Anh ấy đã đến lúc 3 giờ, quá khứ hết rồi. Vậy thì chúng ta sẽ chia quá khứ thôi. Đây là câu hỏi các bạn nhé. Các bạn có nhìn thấy dấu hỏi không? Và chủ ngữ là he thì mình sẽ dùng là, vẫn là dùng trợ động từ did. Did he arrive? Bởi vì từ did dùng chung cho tất cả các chủ ngữ. Và nhớ giúp cô ở đây nhé, không có chữ đi đâu. Nếu mà bạn nào làm chữ đi ở đây đã bị sai rồi nhá. Câu số 9, I read his books when I was at school. Tôi đã đọc sách của anh ấy khi tôi còn ở trường. Tôi thích chúng rất nhiều. Đây là câu kể thôi. Thì quá khứ đơn về trước thì về này chúng ta cũng chia thì quá khứ đơn bình thường. I enjoyed. Câu số 10, I can't go out because I not finished my work yet. Tôi không thể đi ra ngoài bởi vì tôi vẫn chưa kết thúc bài tập. Thì từ yet nó có nghĩa là vẫn chưa, đúng không? Tức là cái tại thời điểm đó tôi vẫn chưa là dấu hiệu của thì hiện tại hoàn thành. Câu này là câu phủ định này, chủ ngữ là I, chúng ta dùng haven't finished. Thế mình đi nhá, finished. Rồi, câu số 11, here are the shoes. Đây là những cái đôi giày của bạn, đây là đôi giày của bạn. Tôi vừa mới giặt chúng, tôi vừa mới lau chùi chúng. Thì từ just, nó là dấu hiệu của thì hiện tại hoàn thành. Với chủ ngữ là I, câu khẳng định thì mình sẽ dùng have. Yes. Và clean. Thế mình đi nhé. Rồi, tiếp theo câu số 12. I left home at 9 a.m. and I get here at 8 p.m. Tôi đã rời nhà lúc 9 giờ sáng và đến đây lúc 8 giờ. Tất cả đều là kể thôi. Kể theo một cái trình tự của một cái ngày mà 9 giờ chúng ta rời đi và 8 giờ chúng ta đến, do quá khứ của từ get, got. Câu số 13. Last May. Dễ rồi. Từ last là trước, là quá khứ. Vậy từ meet mình sẽ chia là met các bạn nhé. Rồi câu số 14, 15 là viết lại câu. This is the first time I had sat to eat such meal. Đây là lần đầu tiên tôi đã ăn một cái món ăn ngon như thế. Vậy thì đây là cấu trúc của thì hiện tại hoàn thành, đúng nào? This is the first time, the second time cũng được nhé. Được chưa? Rồi, vậy thì ở đây chúng ta sẽ chuyển sang thì hiện tại hoàn thành. Câu này có nghĩa là như thế này. Đây là lần đầu tiên tôi đã ăn một món ngon như thế. Thì chúng ta sẽ viết lại câu tôi đã không ăn một món ngon như thế trước đó. Tức là trước đấy tôi chưa từng ăn, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ dùng là I haven't. Thì ở đây động từ của nó là had, thì mình hạ nguyên xuống, đúng không? Quá khứ và quá khứ vật từ luôn. Such a delicious meals before. Được chưa nào? Tức là trước đó thì tôi vẫn chưa ăn một cái món ngon như thế. Được chưa nào các bạn? Được chưa? Rồi, vậy chúng ta cùng đến với câu 15 nhé. Câu 15 người ta yêu cầu là mình viết từ một câu quá khứ này. Bởi sao cô biết là quá khứ? Cô nhìn từ ago là cô thấy có quá khứ này. Và cô nhìn từ began là quá khứ. Đúng nào? Rồi, vậy thì ở đây chúng ta sẽ dịch cái câu gốc nhé. He began living here 6 months ago. Anh ấy đã bắt đầu sống ở đây cách đây 6 tháng. Tức là anh ấy sống ở đây được trong vòng 6 tháng rồi. Thì mình sẽ phải chuyển từ
cái ago sang trong vòng 6 tháng của dấu hiệu của thì hiện tại hoàn thành là for 6 months. Và động từ ở đây một khi đã chuyển sang hiện tại hoàn thành thì chúng ta không dùng began nữa. Bởi vì began nó là một mốc thời gian thôi. Mốc thời gian trong quá khứ chúng ta sẽ chia động từ chính từ live. Được chưa? Vậy từ live, từ gốc của nó là thế này, chúng ta thêm ed và chúng ta chuyển 6 months ago thành for 6 months. Ok, 6 months, chưa? Một khi đã có for 6 months thì từ ago chúng ta bỏ đi nhé. Ok, bài học hôm nay của chúng ta kết thúc tại đây. Cô hy vọng rằng các bạn chúng ta đã ôn tập được những kiến thức trọng tâm để chuẩn bị cho những bài thi sắp tới. Đừng quên đăng ký kênh của cô, tích like và chia sẻ nếu bạn cảm thấy bài giảng hữu ích nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các em.